Và video thì em xin mấy giây là hiện tại là em Gúc đã có dịch vụ nhận nạp hộ rồi anh em. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay em Gúc nhá. Có bill uy tín bảo hành cho anh em nhá anh em. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Gúc Daddy. Ok, hôm nay thì tiếp tục em sẽ chia sẻ cho anh em một cái gọi là slap shot của gấu nha anh em. Một cái này rất hay. Cái này thì đã được một streamer ở bên Trung Quốc nó tìm ra. Là cái slap shot này thì sẽ giúp cho anh em ấy càng nhiều bonus triệu hồi thì anh em càng được nhiều cái sức mạnh này. Hiện tại là em đang 10.000 máu đúng không? Em sẽ test cho anh em xem nhá. Bây giờ thì em sẽ đây. Em sẽ về này. Bonus cường độ của em hiện tại là chỉ có 60 thôi nhá anh em. Đây. Ok. Với chỉ 60 cường độ triệu hồi thôi thì em sẽ hóa gấu này. Em sẽ được 10.000 máu và 2.600 sức mạnh nhá anh em. Bây giờ thì em sẽ làm một thủ thuật, chính là thay thế đồ này. Đây, sẽ đồ bonus triệu hồi này. Đây cũng bonus triệu hồi nữa là 60 này. Tiếp theo em thay thế cái này là 100 bonus triệu hồi nhá anh em. Anh em sẽ thấy này, khi mà bonus triệu hồi của em lên cao thì sẽ ra sao. 260% bonus cường độ vật triệu hồi. Đây anh em nhìn nhá. Anh em nhìn một cái điều đặc biệt khi mà ở vũ khí phụ này. Và để mà biến gấu bên vũ khí phụ, anh em sẽ có 260% đúng không? Anh em sẽ thấy sự bất ngờ ở đây này. Nhìn nhá. Boom. Anh em có 15.000 và 3.900 sức mạnh. Ok chưa anh em? Sau đó thì anh em khi mà biến gấu xong ấy thì nó sẽ giữ lại, nó chụp lại cái khoảnh khắc đấy. Anh em sẽ giữ nguyên được cái khoảnh khắc này. Ok, bây giờ anh em sang đây này. Thì anh em lắp lại đồ thôi. Ví dụ như em này, lắp lại đồ. Đây. Em lên 18.000 và 4.600. Anh em có thể thấy. Tức là khi như này. Bây giờ để em bán đồ đi cho nó gọn nha anh em. Bán bớt đồ đi cho nó gọn này. Anh em nhìn cho dễ nhá. Đây. Nó có một cái chính là trước khi ở dạng gấu thì anh em làm sao đẩy được cái bonus cường độ triệu hồi lên nhiều nhất. Sau đó, đây, khi mà ở trước dạng gấu thì em sẽ lắp tất cả các đồ, không quan tâm duyên nha anh em. Lắp tất cả các đồ mà có bonus cường độ triệu hồi nhiều nhất. Đây. Tiếp theo là cái súng này, là 100 bonus cường độ triệu hồi này, em sẽ lắp trước. Lắp trước khi hóa gấu nha anh em. Đây. Lắp trước khi hóa gấu này. Nhớ nhá, anh em nhớ nhá. Sau đó anh em đã đẩy được bonus cường độ triệu hồi lên cao rồi thì bắt đầu anh em hóa gấu này. Thì nó sẽ giữ luôn. Giữ luôn ở cái mức đấy nha anh em. Và anh em lại lắp đồ đam bình thường trở lại thôi. Đấy. Hiện tại là duyên của em đang đẩy được cái ba chuyên sức mạnh với cả một cái tăng sức mạnh hắc thần này nữa. Cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu anh em ơi. Đấy. Anh em nhớ cái slap shot này nhá. Trước khi biến gấu, lắp tất cả các đồ cường độ vật triệu hồi lên cao nhất, sau đó hóa gấu. Anh em lắp đồ trở lại. Nào ok. Ok chưa anh em? Đây em có kèm một cái ảnh của bên Trung Quốc này. Nó lên đến 57.000 máu anh em ạ. Nó cũng dùng bằng cái cách này luôn. Đấy, đây là một trick cho anh em để mà có một con Drui siêu khỏe, đam to 2.000 lực công, máu 18.500 và 4.000 sức mạnh nha anh em. Châu thôi rồi anh em ạ. Ok anh em. Bye bye anh em. Link Discord của em trong phần mô tả nha anh em. Trong đây có rất nhiều hướng dẫn về game cũng như là về club nha anh em. Rất là nhiều. Anh em vào đây có thể trao đổi trò chuyện về game. Cảm ơn anh em đã xem. Nhớ ủng hộ em để ra thêm video nhé.